chương 41 Bàn cổ tam thanh Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngao chính lui ra phía sau, tổ Long nhìn xem năm vị trưởng lão, nghiêm sắc mặt Cho dù Ngao chính có thật lòng không quy thuận Long tộc sau đó các ngươi cũng không thể đối với hắn có bất kỳ ngờ vực vô căn cứ chi tâm. Những trưởng lão này mặc dù đều là đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng tiềm lực cũng đã sắp dùng hết, muốn trở thành chuẩn thánh, sợ là không có khả năng, rốt cuộc tổ long có thể không có nhiều như vậy công đức. Thế nhưng ngao chính không đồng dạng, vô luận là cân cước hay là cơ sở, tổ long đều có thể cảm giác được, ngao chính sợ là so với mình cũng không kém bao nhiêu, hoàn toàn có thể trở thành chính mình một đại lực cánh tay. Đương nhiên, tổ long cũng biết được ngao chính hiện nay không có long châu, là không thể đột phá đến đại la kim tiên, thế nhưng long tộc có một vật có thể giúp ngao chính khôi phục long châu, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm ngũ đại trưởng lão nghe tổ long lời nói, đều là không dám ở nói cái gì, cung cung kính kính thối lui ra khỏi đại điện. Đột nhiên, tổ long cảm nhận được mí mắt khiêu động, suy tính một phen, trong lòng hiểu rõ, đã biết được chuyện gì xảy ra. Tại mấy vạn năm trước, hắn liền đã nhận ra côn Luân Sơn có dị bảo sắp xuất thế, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền muốn xuất thế. Xem ra côn Luân Sơn chuyến đi, bản tọa muốn đích thân đi một chuyến. Cùng lúc đó, toàn bộ hồng hoang đại năng đều cảm thấy cơ duyên sắp tới suy tính phía dưới đều là đưa mắt nhìn côn luân sơn một thời gian không ít đại năng đều là hướng côn luân sơn bay đi ngọc kim sơn bên trên hồng quân đạo tổ ngay tại lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo đột nhiên mở ra hai mắt bấm ngón tay suy tính phía dưới tự lẩm bẩm nguyên lai like không phải dị bảo là bọn hắn sắp xuất thế xem ra phải sớm thu đồ tay hắn nắm tạo hóa ngọc điệp đối với thiên cơ nhiên vuông ngực nếu như là luận suy tính chi đạo cho dù là la hầu so sánh hồng quân cũng có chút không bằng sắp xuất thế tiên thiên đại năng rất là bất phàm chính là bàn cổ nguyên thần biến thành tiên thiên đại thần bị bàn cổ khai thiên khí vận bao phủ xuất thế liền thân mang đại khí vận nếu như là đem mấy vị này thu làm đệ tử liền có thể khí vận tăng gấp bội hồng quân đạo tổ tính toán vô song hắn đã suy tính ra thiên đạo sắp xuất thế chỉ sợ không cần nhiều thời gian dài chờ thiên đạo xuất thế phía sau, chính là hắn đối phó la hầu thời cơ tốt nhất. Cho đến lúc đó, hắn thân ở hồng hoang một nửa trở lên khí vận, nhất định lấy đem la hầu diệt trừ. Hắn đã suy tính đến, hồng hoang tương lai đệ nhất thánh, liền tại hắn cùng la hầu trên thân sinh ra, ai có thể sống sót, người đó là sau này thánh nhân. Hồng quân sẽ không bỏ rơi cơ hội này, hắn tin tưởng la hầu cũng đã suy tính đến, tất nhiên cũng sẽ không bỏ rơi, cho nên bọn hắn nhất định có số mệnh một trận chiến. Lần này bạn Cổ Tam Thanh xuất thế, chính là bọn hắn trận đầu chân chính đánh cờ, phải Tam Thanh liền có thể tranh thủ càng nhiều hồng hoang khí vận, phần thắng liền nhiều một phần. Hồng Quân đạo tổ không do dự, biến mất tại Ngọc Kinh Sơn bên trên, hướng Côn Luân Sơn vị trí bay đi. Cùng lúc đó, La Hầu tự nhiên cũng từ Tu Di Sơn rời đi, cùng hắn đồng hành còn có Thương Thiên Ma tổ, lần này có thể nói là hai đại ma tổ đều xuất động, La Hầu đối với lần này đánh cược, hạ chân bản Huynh trưởng, cái kia bàn cổ tam thanh cân cước thâm hậu, sẽ bái sư sao? Thương thiên ma tổ cũng không phải đối với la hậu không có lòng tin. Mà bàn cổ tam thanh cân cước quá mức thâm hậu, so với hắn thương thiên ma tổ cân cước đều muốn thâm hậu, há lại sẽ làm người khác đệ tử. Bọn hắn sẽ bái sư, chỉ là không thông báo bái ai là thầy. La hầu kiên định nói ra. Lần này không phải hắn cùng hồng quân đạo tổ hai người đi tới, mà là còn có cái này cái khác đại năng, nếu như là bàn cổ Tam Thanh không trực tiếp tại chỗ bái sư, như vậy từ nay về sau Hồng Hoang liền không tại có Tam Thanh xưng hô thế này. Xem ra huynh trưởng nói đại đệ tử liền tại bọn hắn bên trong. Thương Thiên Ma tổ cười nói, "Ha ha." La Hầu cười một tiếng. Cung Luân Sơn bên trên, một cái động Thiên Phúc địa bên trong, ba người hiện xếp theo hình tam giác ngồi xếp bằng. Một lão giả, một trung niên, một thanh niên, thần thái đều không một Đồng thời trên thân khí tức cũng khác nhau rất lớn. Lão giả trầm ổn, trung niên ngạo khí, thanh niên phong mang tất lộ. Đột nhiên, lão giả mở ra hai mắt, trong mắt phản phất có ngàn vạn ngôi sao, bao hàm toàn diện. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cuối cùng sắp xuất thế. Lão giả tự lẩm bẩm. Hắn cùng Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp có mật thiết liên hệ, bởi vì cái này Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp là hắn bên cạnh chí bảo tại mấy cái nguyên hội trước đó, bàn cổ tam thanh cũng đã xuất thế, chỉ bất quá lúc kia bọn hắn tu vi cũng còn nhỏ yếu, không dám ở hồng hoang lịch luyện. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là lão tử cảm giác cung luân sơn bên trên có một vật cùng mình hữu duyên, chỉ bất quá tại thai ngán, còn chưa xuất thế. Cho nên tam thanh liền ở chỗ này một bên tu luyện, một bên chờ. Bây giờ, mấy cái nguyên hội đi qua, tam thanh tu vi cũng đều tăng lên không ít, cái này tỉnh lại lão giả chính là Thái Thanh lão tử, tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Trung niên chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy, tu vi là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Thanh niên chính là Thượng Thanh Thông Thiên, tu vi là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Lập tức, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng đều lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy lão tử sắc mặt có chút không tốt, Nguyên Thủy hỏi: "Huynh trưởng đây là tại sao?" hai vị đệ đệ còn nhớ rõ lúc trước vi huynh nói qua món kia chí bảo lão tử thở dài một tiếng đại huynh nói thế nhưng là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp thông thiên lúc này liền nói là nói chính là vật này nói đến thiên địa huyền hoàng linh lung tháp liền ngay cả nguyên thủy cùng thông thiên đều có chút hâm mộ lão tử rốt cuộc bảo vật này chính là hậu thiên công đức phòng ngự chí bảo đứng ở trên đỉnh đầu đương lập tại thế bất bại vạn pháp bất xâm tốt như vậy bảo vật, nguyên thủy cùng thông thiên há lại sẽ bất tiện ngưỡng mộ đâu. Bảo vật này chính là huynh trưởng bên cạnh chí bảo, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên thủy hỏi. Lão tử lúc này trong lòng gọi là một cái biệt khuất, bởi vì thiên địa huyền hoàng linh lung tháp sắp xuất thế, có thể mấu chốt liền tại cái này cái xuất thế phía trên. Nếu như là không có tiếng tâm gì xuất thế, ngược lại cũng thôi, có thể thiên địa huyền hoàng linh lung tháp xuất thế lúc nhất định chấn động hồng hoang, đến lúc đó hồng hoang đại năng đến đây, bọn hắn tam thanh tu vi bực nào. Lại há có thể ngăn trở hồng hoang đại năng đến đây tranh đoạt. Vi huynh sợ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp khi xuất hiện trên đời sau đó, sẽ dẫn tới hồng hoang đại năng đến đây tranh đoạt. Lão tử có chút bất đắc dĩ. Theo lý thuyết cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là hắn bên cạnh chí bảo, xuất thế nhất định là không có tiếng tâm gì, không có bất luận cái gì âm thanh động. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, Trời sinh dị biến hiện nay chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đều biết côn luân sơn có dị bảo xuất thế bọn hắn nếu như là tới đoạt sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về thông thiên sát khí lẫm liệt nói nguyên thủy cũng là trầm giọng nói ra huynh trưởng yên tâm chúng ta nhất định bảo trụ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp có hai vị đệ đệ câu nói này là được rồi lão tử nói ra nguyên bản hắn coi là nguyên thủy cùng thông thiên sẽ đối với chuyện này cũng sẽ không quá để ý, rốt cuộc hắn lúc trước nói chuyện này thời điểm, nguyên thủy cùng thông thiên đều là vô cùng hâm mộ. Lão tử sợ hai người từ hâm mộ sinh ra ghen ghét. Đột nhiên, công luân sơn bên trên một đạo quan trụ phóng lên tận trời, phản phất muốn đem trời thông cái lỗ thủng. Âm âm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Tệ tụ cung Luân Sơn, Thường. nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio côn luân sơn bên trên một đạo quan trụ xuyên phá chân trời một thời gian toàn bộ hồng hoang đều bị chấn động cái kia nồng đậm bảo quan chi khí quét sạch phương viên ức vạn dặm trong khoảnh khắc côn luân sơn bên trên nhỏ yếu sinh linh đều lại nhanh chóng rời đi côn luân sơn bọn hắn mặc dù nhỏ yếu nhưng lại biết rõ bảo vật xuất thế tất có đại năng tới tranh đoạt bọn hắn đều lo lắng tai bay và gió Tam Thanh lập tức ra động phủ, nhìn xem cái kia thông thiên cột sáng, Tam Thanh đều là có chút bất đắc dĩ, dạng này dị tượng, nếu như là không chấn động hồng hoang cái kia mới gọi quái sự đâu. Dẫn tới đại năng, nếu là bọn họ không địch lại, khó khăn đạo chân muốn từ bỏ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp sao. Thân là bàn cổ Tam Thanh, lão tử có chính mình ngạo khí, cho dù là vẫn lạc, cũng không thể đem thuộc về mình đồ vật nhường ra đi. Hai vị đệ đệ chúng ta liên thủ che lấp bảo quang lão tử nói ra. Lúc này lão tử, nguyên thủy, thông thiên ba người liên thủ bày xuống già thiên đại trận, đây là bọn hắn truyền thừa bên trong trận pháp, chính là tiên thiên đại trận, một khi bày xuống, không chỉ có thể che lấp thiên cơ, đồng thời còn có thể ẩn nấp vạn vật. Thế nhưng là bọn hắn lại không biết được, cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp như thế cao điệu xuất thế, chính là đại đạo gọi là, cho nên bọn hắn hành động, bất quá là phí công mà thôi và thiên đại trận cố nhiên che đậy bốn phía bảo quan, thế nhưng cái kia thông thiên cột sáng lại là không cách nào che lấp, cho dù là tại phía xa ức vạn dặm, cũng có thể nhìn thấy cái kia cột sáng thẳng tới chân trời. Ha ha, quả thật là dị bảo xuất thế, như thế đại động tỉnh, ít nhất cũng là cao cấp tiên thiên linh bảo, vừa vặn bần đạo thiếu một kiện tiện tay linh bảo. Một cái cười to thanh âm truyền đến. Đảo mắt, một người mặc đạo bào trung niên đi tới côn luân sơn bên trên, tu vi cũng là bất phàm chính là đại la kim tiên hậu kỳ mà liền tại cái này trung niên tu sĩ đi tới phía sau mấy đạo quan mang đi theo mà đến rơi côn luân sơn bên trên mỗi một cái tu vi đều là đại la kim tiên hậu kỳ lão tử ba người thấy cảnh này trong nháy mắt sắc mặt đều là thay đổi lúc này mới vừa mới bắt đầu liền đến bốn vị đại la kim tiên hậu kỳ như vậy phía sau còn sẽ tới bao nhiêu đại năng bọn hắn không dám suy đoán huynh trưởng làm sao bây giờ nguyên thủy có chút lo lắng nhìn xem lão tử hỏi đi ra ngoài lão tử há có thể từ bỏ cái này hậu thiên công đức chí bảo trực tiếp chính là đi tới cột sáng trước đó cất giọng nói ra ta chính là bàn cổ tam thanh một trong thái thanh lão tử vật này chính là bần đạo bên cạnh chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp còn xin chư vị đạo hữu thối lui cái gì thiên địa huyền hoàng linh lung tháp lại là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đây chính là ngày sau thứ nhất phòng ngự chí bảo, đứng ở trên đỉnh đầu có thế tiên thiên đứng ở thế bất bại, vạn pháp bất xâm. Như thế chí bảo, nên bần đạo đoạt được. Lão tử nếu như là không nói thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, những người này có thể kiên kỵ bọn hắn thân phận, thế nhưng là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp vừa nói ra, bốn vị này đại la kim tiên hậu kỳ trận cả mắt lên. Chỉ là đại la kim tiên trung kỳ, cũng dám tranh giành thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chẳng lẽ không biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội sao? Một luồng uy áp truyền đến, để cho ở đây tất cả mọi người cảm giác thần sơn áp đỉnh. Một người mặc nhạc màu mực đạo bào thanh niên xuất hiện, một thân tu vi sợ là đã đạt đến Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Đạo hữu thần thánh phương nào? Lão tử trầm giọng nói ra. Đối mặt cái kia bốn vị Đại La Kim Tiên hậu kỳ, lấy bọn hắn ba huynh để bí pháp, còn có thể đánh lui, thế nhưng vị này đại la kim tiên đỉnh phong bọn hắn lại có chút không địch lại bần đạo thần phong lão tổ vật này cùng bần đạo hữu duyên các ngươi nhanh chóng rời đi thần phong lão tổ chính là hồng hoang trận thứ nhất gió biến thành cân cước cũng là thâm hậu vô cùng tại hung thú lượng kiếp lúc cũng đã trở thành đại la kim tiên đạo hữu là đang chất vấn bần đạo bàn cổ tam thanh thân phận lão tử quát khẽ một tiếng bàn cổ tam thanh chính là bàn cổ di mạch là bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành xuất thế liền thân mang đại khí vận tu sĩ tầm thường nào dám đắc tội bần đạo cho dù ngươi có phải hay không bàn cổ tam thanh nhanh chóng lui ra không phải bần đạo định phong châu phía dưới vô tình thần phong lão tổ lạnh giọng nói ra cùng lúc đó một luồng gió lạnh đột nhiên xuất hiện để cho ở đây tu sĩ đều là cảm giác một trận gió lạnh thấu xương bất quá tại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp dụ hoặc phía dưới cái kia bốn vị đại la kim tiên hậu kỳ, cũng không hề rời đi, mà là chăm chú nhìn thần phong lão tổ, bọn hắn tại tìm kiếm cơ hội. Đại huynh, làm sao bây giờ? Thông thiên trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, đồng thời có một luồng vẻ phẫn nộ, dám can đảm làm nhục bàn cổ tam thanh, hắn định vào cái này thần phong lão tổ không thôi. Chờ! Lão tử sắc mặt thâm trầm, phun ra một chữ. Hiện tại chỉ có đợi, Hắn tin tưởng xuất hiện Đại La Kim Tiên đỉnh phong nhất định sẽ không chỉ có thần phong lão tổ một cái. Lão tử đoán không sai, xác thực không chỉ là một cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong, không có quá nhiều thời gian dài, Côn Luân Sơn liền nhiều hơn hơn 10 vị Đại La Kim Tiên hậu kỳ cùng ba vị Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Mà những thứ này đại năng nhìn thấy lão tử ba người thế mà đứng tại cột sáng bên cạnh, lại nhìn thấy ba người bất quá là Đại La Kim Tiên trung kỳ sơ kỳ, lập tức muốn khu trục. Ngay lúc này, cột sáng đột nhiên biến mất, hết thảy linh bảo khí tức tiêu tán, phản phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tại cung Luân Sơn Đỉnh, một tòa bảo tháp chậm rãi từ trong núi thăng ra, lúc này tất cả đại năng đều ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ có một người không có sửng sốt, đó chính là Thông Thiên, cấp tốc đi tới thiên địa huyền Hoàng Linh Lung Tháp trước mặt, lấy đi chí bảo. Hạng dung dế chỗ này dám tranh giành thiên địa chí bảo, muốn chết thần phong lão tổ tế ra định phong châu hướng thông thiên đánh tới. Lão tử nguyên thủy gặp cái này đều là đi tới thông thiên bên người, cùng thông thiên kết thành tam tại đại trận, cùng nhau phòng ngự. Oanh! Tam thanh bay rớt ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, một trận huyên náo dâng lên. Mà lúc này đây cái khác đại năng cũng đều bắt đầu động thủ, mỗi một cái đều là tế ra chính mình pháp bảo, hướng thông thiên vọt tới. Mỗi một cái đại năng trong mắt đều tràn đầy huyết hồng chi sắc, chỉ bảo đang ở trước mắt, bọn hắn đã bị tham lam hữu thực tâm trí. Tam đệ nhanh ném ra ngoài thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Lão tử trong lòng sốt ruột, bảo vật tài trọng yếu cũng chính không có huynh đệ tính mệnh trọng yếu. Thông thiên trong mắt lấp lóe, nhìn về phía cái kia thần phong lão tổ liền đem thiên địa huyền hoàng linh lung tháp thả tới. Thần phong lão tổ đại hỷ, thế nhưng là sau một khắc hắn lại phát hiện, tất cả công kích đều là hướng mình đánh tới điều này làm cho thần phong lão tổ rung lên trong lòng vội vàng hướng một bên tránh đi oanh hỗn loạn công kích phía dưới ba vị đại la kim tiên hậu kỳ trực tiếp vẫn lạc tại chỗ còn có mấy vị đại la kim tiên hậu kỳ trọng thương đào tẩu cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hiển nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể tranh giành điểm này để cho những cái kia tu vi thấp tu sĩ đều là thanh tĩnh lại ngay sau đó còn lại đại la kim tiên hậu kỳ đều là rời đi bọn hắn không còn dám tiếp tục tiếp tục chờ đợi không phải lời nói chỉ sợ ngay cả mình tính mệnh đều khó giữ được mà không trung thiên địa huyền hoàng linh lung tháp còn lại là lại rơi xuống thông thiên trong tay bốn vị đại la kim tiên đỉnh phong nhìn thông thiên một chút trong mắt tràn ngập khinh thường cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tạm thời trước đặt ở thông thiên chỗ nào bọn hắn bất cứ lúc nào đều có thể lấy đi việc cấp bách là như thế nào giải quyết mặt khác ba vị đột nhiên ngao. Một cái lông trảo khổng lồ vỗ xuống. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Tề tụ cung Luân Sơn, Hạ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Một tiếng long ngâm. Cung Luân Sơn cũng vì đó chấn động. Trên trời cao, trong đám mây, một cái lông trảo lộ ra, mang theo vô thượng long uy tư thế nghiền ép xuống. Không tốt thần phong lão tổ chờ bốn vị đại la kim tiên đỉnh phong đại năng trong lòng căng thẳng vội vàng tứ tán ra tránh né ngút trời mà hàng long trảo há không biết cái này long trảo chủ nhân chính là tổ long tu vi đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ cho dù là ma tổ la hầu cùng hồng quân đạo tổ đều tại tu vi bên trên kém một bậc oanh thần phong lão tổ mượn nhờ định phong châu đào thoát thế nhưng còn lại ba cái đại la kim tiên đỉnh phong đại năng liền không có vận tốt như vậy một vị đại năng trực tiếp bị long trảo đập thành huyết vụ cái khác hai vị mặc dù không có chết nhưng người cũng bị thương nặng lúc này một người mặc cửu trảo kim long bào trung niên xuất hiện chính là long tộc tộc trưởng tổ long thần phong lão tổ trong mắt chứa sắc mặt giận dữ nhưng lại hết cách đến đây hạng người hắn tự nhiên biết được là thần thánh phương nào nếu không phải có định phong châu cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo định trụ long uy áp thân tư thế sợ là vừa rồi hắn cũng khó thoát vận rủi. Thiên địa chí bảo có người tại mới có, các ngươi bất quá hạng dung dế cũng dám mưu toan tranh giành, há không bóp chết chính mình vô số năm tu vi, cút. Tổ Long chi uy, như uy như ngục. Tổ Long ngươi lại dám đánh lén chúng ta, vẫn tính cái gì đại năng hạng ngươi? Một cái thân bị thương nặng đại năng gầm thét một tiếng. Ngươi giết u ma đạo hữu, tà ma đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi long tộc cũng sẽ bởi vì ngươi bị liên lụy. Một cái khác trọng thương đại năng quát khẽ một tiếng, tràn ngập sát khí ánh mắt trừng tổ long một chút. Tự tìm đường chết. Tổ long giận dữ, hạng dung dế dám vô lý. Vung tay lên, phong vân biến sắc, tổ long sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu tử kim long khí, hướng vị kia đại la kim tiên đánh tới. Ha ha! Tổ long ngươi sẽ hối hận. Tạ ma giải thể đại pháp cười lớn một tiếng, vì kia đại năng hóa thành đầy trời mà khí hướng phía nam chân trời nhanh chóng thoát đi. tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt biến mất tại chân trời, có thể so chuẩn thánh tốc độ. tổ long mặc dù có thể đuổi kịp, thế nhưng lấy được trước chí bảo mới là trọng yếu nhất sự tình, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. lửa giận trong lòng khó tiêu, tổ long một kích đem một cái khác trọng thương đại năng đánh chết, sau đó vừa nhìn về phía thần phong lão tổ. Sưu thần phong lão tổ nơi nào còn dám lưu lại trực tiếp ngự định phong châu nhanh chóng rời đi thiên địa huyền hoàng linh lung tháp là vô cùng trân quý thế nhưng cùng tính mệnh so sánh thần phong lão tổ vẫn là biết rõ lựa chọn như thế nào giao ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tha cho ngươi chờ không chết ngữ khí bình thản nhưng còn có một loại để cho người ta thần phục uy áp có thế lão tử nguyên thủy thông thiên là người phương nào bọn hắn chính là bàn cổ Tam Thanh. Là bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành, chỉ là uy áp lại há có thể để bọn hắn thần phục. Cũng chính bởi vì biết rõ Tam Thanh thân phận, Tổ Long mới không có trực tiếp động thủ, nếu như là giết Tam Thanh, cái kia khổng lồ bàn cổ nghiệp lực chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ long tộc hủy diệt hơn nữa. Thông Thiên cầm trong tay Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, nhìn về phía Tổ Long, mặc dù tu vi vô pháp so sánh, thế nhưng Thông Thiên trên thân khí thế không hề yếu tổ lông, vật này chính là chúng ta tam thanh đồ vật, ngươi như tranh đoạt chính là cùng ta tam thanh không chết không thôi. Thông thiên trầm giọng nói ra. Vừa rồi mấy cái kia đại la kim tiên đỉnh phong đại năng có thể không hề cố kỵ, là bởi vì phía sau bọn họ không có chủng tộc, thế nhưng tổ lông khác biệt, phía sau hắn có lông tộc. Thiên đạo chưa ra, nhân quả không xuất hiện, bản tọa cho dù là giết các ngươi, cũng sẽ không lưu lại nhân quả, các ngươi giao hoặc là không giao. Tổ Long mặc dù mặt ngoài nói như thế, nhưng hắn trong lòng biết được, vết bàn cổ tam thanh cũng không phải là nhân quả, chính là bàn cổ nghiệp lực, cùng thiên đạo ra không xuất thế không chút nào tương quan. Thông Thiên nhìn về phía lão tử, ánh mắt kiên định, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Lão tử biết được Thông Thiên ý tứ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Nguyên Thủy, lại là phát hiện Nguyên Thủy cũng là ánh mắt kiên định. Nhị đệ, tam đệ các ngươi là muốn lão tử lời mặc dù còn chưa nói hết, nhưng trong đó ý tứ, nguyên thủy cùng thông thiên đều trong lòng minh bạch. Bàn cổ đại thần cường đại cỡ nào? Hỗn độn thời kỳ, một bú phía dưới, mấy trăm hỗn độn ma thần vẫn lạc. Mà tam thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, bọn hắn há lại sẽ không có đòn sát thủ. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là phụ thần ân trạch, không thể vứt bỏ, đại huynh ngươi làm quyết định đi. Thông thiên nhìn về phía lão tử nói ra lão tử trầm tư, như thật vận dụng một chiêu kia, chỉ sợ bọn họ ba cái căn cơ đều chịu lấy tổn hại, đối với sau đó phải tu luyện sẽ sinh ra tỳ vết. Bọn hắn là bàn cổ tam thanh, nhận bàn cổ di trạch, nhất định có thể tu luyện tới hồng hoang chí cao. Nhưng nếu là không chiến, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp liền muốn giao ra. Lão tử lo lắng tần tần, khó mà lựa chọn. Tổ Long có thế đã đợi không kịp, nếu như là tại tiếp tục trì hoãn, cái khác đại năng một khi đuổi tới, hắn liền không có ưu thế. Đột nhiên, tổ long tế ra 36 khỏa định Hải Châu, toàn bộ cung Luân Sơn Đỉnh đều bị che phủ tại trong sương mù, từ bên ngoài đến xem, cung Luân Sơn Đỉnh phản phất biến mất tại hư không bên trong. Tổ Long đã không nhìn được muốn động thủ. Lão tử bất đắc dĩ thở dài. Tam đệ giao ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đi, không thể bởi vì vật này hỏng rồi huynh đệ chúng ta ba cái căn cơ thông thiên cùng nguyên thủy đều là sững sờ, sau đó nguyên thủy cũng lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, hắn sáng bạch lão tử lo lắng. Quên đi, tam đệ giao ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đi. Thông thiên không hiểu, vật này chính là phụ thần ân trạch, nếu như là chấp tay để cho cùng người khác, cái này cùng ngỗ nghịch có gì khác biệt. Vả lại, bọn hắn bàn cổ tam thanh há có thể làm ra thỏa hiệp tiến hành. Hai cái huynh trưởng có thể làm được, hắn thông thiên làm không được một thân ngạo khí, như thần kiếm phá thiên địa. Muốn thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, trừ phi bần đạo chết. Trong nháy mắt, thông thiên giáo chủ đem chính mình một luồng nguyên thần thu hút thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, hắn phải luyện hóa bảo vật này. Thông thiên, ngươi dám. Tổ Long giận dữ, lúc này một khỏa định hải châu bắn ra, đánh về phía thông thiên. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là bàn cổ ân trạch tam thanh chi bảo, cho nên cho dù tam thanh bên trong ai luyện hóa, đều có thể trong nháy mắt toàn bộ luyện hóa. Thông thiên không sợ, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đứng ở trên đỉnh đầu, vạn đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống, đem thông thiên bảo vệ. Oanh! Định hải châu đánh vào huyền hoàng mạng sáng bên trên, vang lên nặng nề thanh âm. Mặc dù huyền hoàng mạng sáng không có phá, thế nhưng thông thiên lại bay rớt ra ngoài vạn trượng, cường đại lực trùng kích để cho thông thiên giáo chủ trọng thương mặc dù thiên địa huyền hoàng linh lung tháp phòng ngự vô sông, nhưng thông thiên cùng tổ long trên lệch cách xa, căn bản là không có cách ngăn cản. Tổ long nhận lấy cái chết. Lão tử cùng nguyên thủy nhìn thấy thông thiên trọng thương, trong ốc quanh một tiếng, lúc này giận dữ. Tổ long khinh thường cười một tiếng, hai viên định hải châu đánh ra, phân biệt đánh vào lão tử cùng nguyên thủy trên thân. Phốc. Lão tử cùng nguyên thủy không có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, càng thêm không phải tổ long đối thủ, cũng là một kích trọng thương, so sánh thông thiên thương thế càng nghiêm trọng hơn. Bản tọa đã đã mất đi tính nhẫn nại, từ đây hồng hoang lại không tam thanh. Tổ long muốn xuất thủ chém vết tam thanh, nhưng lại tại lúc này hai thanh âm truyền đến. Tổ long thật là thật là thần thông. Bản tọa xem ra cũng bất quá như thế. 36 khỏa định hải châu bày xuống kết giới, trong nháy mắt phá vỡ, hai cái thân ảnh xuất hiện tại côn luân sơn đỉnh. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Nửa đường biến cố Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đang muốn hạ sát thủ tổ lông, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, hắn tâm thần cùng 36 khỏa định hải châu tương liên, bây giờ 36 khỏa định hải châu bày xuống kết giới bị phá, hắn thân là chủ nhân, tự nhiên cũng nhận tổn thương. Định hải châu kết giới vừa vỡ, toàn bộ cung Luân Sơn đỉnh lại xuất hiện tại giữa thiên địa, chỉ bất quá lúc này cung Luân Sơn đỉnh nhiều hơn hai người. Hai người này không phải người khác, chính là Phượng tộc tộc trưởng Nguyên Phượng cùng Kỳ Lân tộc tộc trưởng Tổ Nguyên. Hai vị này cũng là hồng hoang bên trong có vài đại năng, chỉ sợ luận tu vi lời nói, hai người bọn họ độc hữu có thể cùng Tổ Long mỹ mạo, đều là chuẩn thánh hậu kỳ. Hai vị đại năng liên thủ, một lần phá vỡ Tổ Long kết giới, đối với thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, bọn hắn cũng là tình thế bắt buộc. Nguyên Phượng Tổ Nguyên, các ngươi dám can đảm phá bản tọa kết giới, là muốn cùng bản tọa không chết không thôi sao? Tổ Long nhìn về phía hai người quát khẽ một tiếng. Nguyên Phượng cười lạnh một tiếng. Tổ Long chẳng lẽ giữa chúng ta còn có giao tình sao? Buồn cười đến cực điểm, Tổ Long ngươi cho là bản tọa cùng Nguyên Phượng sợ ngươi. Tổ Nguyên trầm giọng nói ra. Mặc dù Nguyên Phượng cùng Tổ Nguyên đều không có tiên thiên chí bảo, thế nhưng bọn hắn trong tay nhưng lại có cao cấp tiên thiên linh bảo, cả hai liên hợp không sợ chút nào Tổ Long cùng 36 khỏa Định Hải Châu. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Phượng cùng Tổ Nguyên đều là nhìn về phía Tam Thanh, chỉ bất quá lúc này Tam Thanh có chút chật vật, đều là bản thân bị trọng thương. Bây giờ xem xét, còn số Thông Thiên thương thế nhẹ một chút, rốt cuộc vừa rồi Thông Thiên có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp phòng ngự, mà lão tử cùng Nguyên Thủy lại không có cái gì phòng ngự chí bảo ba người chúng ta có thể tranh đoạt thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nhưng cũng không cần tam thanh ở bên quan sát hai vị nghĩ như thế nào tổ Long con ngươi đảo một vòng thần sắc bất định nguyên phượng cùng tổ nguyên đều là nhẹ gật đầu bọn hắn là có thể tranh đoạt thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nhưng cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp không thể tại thông thiên trong tay tốt bản tọa tán thành trước hết dết tam thanh nguyên phượng từ tốn nói Tổ Nguyên cũng là nhà gật đầu, hắn cùng Nguyên Phượng một mạch liền cành, rốt cuộc hai người bọn họ cũng chỉ có liên hợp mới có thể đối kháng Long tộc. Ba người bọn hắn trò chuyện không có chút nào cố kỵ, cho nên Tam Thanh tự nhiên cũng đều là nghe được. Lão tử mặc dù oán cách thông thiên vì cái gì không giao ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, thế nhưng lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Tam Thanh trao đổi một ánh mắt, bây giờ lúc này, bọn hắn liền xem như không dùng ra cuối cùng ác chủ bài, cũng không được đối với lúc này côn luân sơn tình hình phía sau xuất phát hồng quân đạo tổ cùng la hầu đều là không nghĩ tới hồng quân đạo tổ toàn lực hướng côn luân sơn bay tới hắn suy tính bên trong tam thanh gặp nguy hiểm cái này liên quan đến hắn sau đó khí vận không thể không coi trọng mà la hầu cùng thương thiên ma tổ nửa đường lại là ngừng lại la hầu sắc mặt hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn cảm thấy trong lòng rung động một chút bấm ngón tay suy tính phía dưới la hầu giờ mới hiểu được tại chính mình bắt trăm vạn dặm vị trí có một cây cùng mình hữu duyên tiên thiên linh căng sắp xuất thế huynh trưởng thế nào thương thiên ma tổ nhìn xem la hầu ngừng lại có chút không hiểu hỏi có linh căng xuất thế thật không phải cái thời điểm la hầu có chút bất đắc dĩ nói ra nhìn về phía côn luân sơn vừa rồi hắn liền thấy côn luân sơn phương hướng cột sáng ngút trời sợ là toàn bộ hồng hoang đều có thể cảm giác được cũng chính bởi vì vậy la hầu biết được côn luân sơn chi hành phải nhanh thiên địa huyền hoàng linh lung tháp có phải hay không đến không sao thế nhưng tam thanh không thể có sự tình suy tính bên trong tam thanh liên quan đến lấy hắn sau này khí vận lần này la hầu mắc rất rõ ràng đó chính là thu tam thanh làm đồ đệ mặc dù không có khả năng toàn bộ thu hết nhưng vô luận như thế nào cũng phải tranh thủ một vị la hầu từ hỗn độn thời kỳ bắt đầu kiên kỵ một việc đó chính là cùng hồng quân đạo tổ số mệnh chiến đấu nếu như là khí vận không đủ, hắn tất nhiên sẽ trở thành hồng quân đạo tổ bàn đạp. hiện tại la hầu cũng không phải trong thần thoại la hầu, hắn chính là người hậu thế xuyên qua mà đến, hắn không muốn trở thành hồng quân đạo tổ bàn đạp, hắn phải làm hồng hoang đệ nhất thánh người, phải hồng hoang cộng tôn ma tổ linh căn xuất thế. đây là chuyện tốt a, à, chúng ta trước tiên có thể thủ linh căn, sau đó lại đi côn luân. thương thiên ma tổ sắc mặt mừng rỡ, la hầu vốn liếng phong phú chính là tu di sơn nội tình thâm hậu, đây đối với hắn cũng là có chỗ tốt. La Hầu lo lắng côn luân sơn bên kia sẽ có cái gì bất trắc, thế nhưng là hắn vừa rồi suy tính, gốc kia tiên thiên linh căn chính là thượng phẩm, nếu như là lần này không lấy, sợ là lại không duyên thủ chi, tất nhiên sẽ bị người khác lấy đi. Mắt thấy một cây thượng phẩm tiên thiên linh căn bị lấy đi, La Hầu trong lòng không bỏ xuống được, hắn không muốn vốn thuộc về chính mình linh căn bị đoạt. Công Luân Sơn có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn xuất hồng hoang đại năng, cái khác đại năng ngược lại cũng thôi, bần đạo lo lắng tam tộc tộc trưởng sẽ xuất hiện. La Hầu có chút lo lắng. Huynh trưởng là lo lắng tam thanh an toàn. Thương Thiên Ma Tổ hỏi. La Hầu nhẹ gật đầu, nếu như là không có minh ngộ ngày sau khí vận chiến đấu, thì cũng thôi đi, có thế hết lần này tới lần khác La Hầu đã đốn ngộ. Vả lại, hắn đạt được một nửa thiên cực chi địa khí vận kim long nên xuất thủ tương trợ nếu là đi chậm sợ là có hại tự thân khí vận huynh trưởng cứ yên tâm đi cái kia tam thanh an nguy chỉ sợ hồng quân tên kia sau ngươi còn muốn sốt ruột kẻ này thân mang vô số chí bảo đang đuổi đường trên phương diện sợ là so với chúng ta phải nhanh nhiều lấy hồng quân thực lực hoàn toàn có thể bảo trụ tam thanh đồng thời thương thiên ma tổ nói xong la hầu long mày giãn ra vừa rồi hắn là làm cục người mê Bây giờ vừa nghĩ, thương thiên ma tổ nói không tệ, hồng quân đạo tổ thực lực cường đại, tất nhiên sẽ rất nhanh đuổi tới Côn Luân Sơn. Mà thiên địa huyền hoàng linh lung tháp dụ hoặc quá lớn, tất nhiên sẽ có đại năng tranh đoạt, đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ, hồng quân đạo tổ chỉ có thể ứng đối. Cứ như vậy, liền xem như là la hầu tranh đến thời gian. Thầm nghĩ đến, la hầu không đang do dự, lúc này mang theo thương thiên ma tổ hướng bắt mặt một chỗ u cốc bay đi khoảng cách cái kia linh căn xuất thế chi địa càng gần la hầu cảm giác thì càng rõ ràng cái này linh căn cùng la hầu hữu duyên nhất định bị la hầu thủ chi trời cùng không lấy phản thụ tội lỗi Công luân sơn bên trên tổ long nguyên phượng tổ nguyên nhất định chấp nhận trước trảm tam thanh đương nhiên ba người đều sẽ xuất thủ nhất định tam thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành nếu là bọn họ ba người chém dết lời nói nhận nghiệp lực sẽ ít một chút lúc trước bản tọa cho các ngươi cơ hội, các ngươi không cần, bây giờ chỉ có một đường chết. Tổ Long nói xong, tế ra 12 khỏa định hải châu hướng lão tử oanh kích tới. Nguyên Phượng cũng không có rơi xuống, sầm mặt lại, nhìn về phía Nguyên Thủy, trong tay xuất hiện một vật, đúng là hắn cao cấp tiên thiên linh bảo ly hỏa bảo ấn, hóa thành vạn trường hướng Nguyên Thủy đập tới. Tổ Nguyên cũng là tế ra chính mình cao cấp tiên thiên linh bảo tổ linh thương, một thương xuyên thủng hư không, trực kích thông thiên mi tâm nhìn xem khí thế hung hung công kích tam thanh trong lòng biết được nếu như là lúc này không cần tiếp tục ra một chiêu kia chỉ sợ bọn họ ba cái đều sẽ vẫn lạc tại công kích này phía dưới đột nhiên thiên địa biến sắc công luân sơn bên trên xuất hiện một cổ cường đại uy áp, phản phất là thiên uy phản phất lại là đại đạo hiện thân để cho vạn linh có một loại ngay tại chỗ thần phục xung động tam tài hợp thể đại trận lên vạn vật chiên nguyên hiện nguyên thần Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Bàn cổ nguyên thần hiện Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Côn Luân Sơn Đỉnh, đột nhiên ba đạo cột sáng bay thẳng chân trời, so sánh lúc trước thiên địa huyền hoàng linh lung tháp xuất thế, càng hơn một bậc. Ba đạo cột sáng tại trên bầu trời hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một thân ảnh, mà trước kia ở phía dưới lão tử, nguyên thủy, thông thiên còn lại là đều đã biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó một cổ cường đại uy áp xuất hiện tại giữa thiên địa. Đây là Tổ Long, Nguyên Phượng, Tổ Nguyên công kích toàn bộ thất bại, cũng không phải nói bọn hắn công kích không có đánh trúng tam thanh, mà là công kích kia đánh vào cột sáng bên trên, chỉ là ba động một tia gần sống, lại không có thương tổn đến tam thanh. Bàn cổ Nguyên thần hội tụ, cái này. Nguyên Phượng sững sờ, lập tức liền biết được phải đã xảy ra chuyện gì bọn họ cũng đều biết tam thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành lúc trước bàn cổ đại thần sắp vẫn lạc thời điểm nguyên thần chia ra làm ba trong đó lớn nhất một phần chiếm giữ bốn thành biến thành lão tử mặt khác sáu thành phân biệt trở thành nguyên thủy cùng thông thiên bây giờ tam tài hợp thể đại trận ra nhìn xem dấu hiệu tam thanh là phải đoàn tụ bàn cổ nguyên thần nguyên phượng trong lòng sợ tổ nguyên trong lòng cũng là sợ tổ long sắc mặt thâm trầm nhìn xem quan mang kia bên trên thân ảnh, ngay tại chậm rãi ngưng tụ, cái kia vô tận uy áp chính là từ thân ảnh này bên trong tràn ra. Cùng một chỗ công kích cái bóng mờ kia, nếu như là bàn cổ nguyên thần thật sát nhập, chúng ta chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Tổ long hét lớn một tiếng. Đứng mũi chịu sào, tổ long đem 36 khỏa định hải châu toàn bộ tế ra, lúc đầu hắn cho là tam thanh không đủ để để cho hắn sự xuất toàn lực, bây giờ xem xét, liền xem như sự xuất toàn lực, cũng chưa chắc có thể chém giết tam thanh. Nguyên Phượng cũng không dám lãnh đạm, quan hệ chính mình thân gia tính mệnh, sơ ý một chút, hắn liền có khả năng vẫn lạc, hắn chính là Phượng tộc chủ tâm cốt, nếu như là hắn vẫn lạc, Phượng tộc tất nhiên sẽ lưu lạc hồng hoang tiểu tộc. Ly hỏa bảo ấn hóa thành vạn trượng, vô tận nam minh ly hỏa xuất hiện, để cho phương viên vạn trượng hóa thành biển lửa, ý đồ thiêu đốt trong cột sáng hư ảnh. Lúc này, hai vị cũng không cần giấu kín tổ nguyên trực tiếp biến thành bản thể vạn trượng bắt đầu kỳ lân gầm thét một tiếng tổ linh thương hóa thành một đạo quan mang xuất hiện tại bắt đầu kỳ lân trên đầu trở thành một cái sừng thú oanh tam đại chuẩn thánh hậu kỳ công kích đánh vào cột sáng bên trên cũng là bị rõ ràng cản lại mà lại một cổ cường đại lực phản chấn đem tổ long ba người đánh bay ra ngoài trong nháy mắt một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa thân cao vạn trượng lên thân trần trụi trong mắt tràn đầy vô tận uy nghiêm búa tới hét lớn một tiếng rung khắp toàn bộ hồng hoang để cho hồng hoang có một loại sụp đổ sau đó hội tụ bàn cổ chân thân cảm giác ngay tại vội và hướng côn luân sơn chạy đến hồng quân đạo tổ sững sờ hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng cái kia thái cực đồ cùng bàn cổ phiên liền từ trên người hắn bay ra tiếng nhập hư không căn bản là không kịp bất luận cái gì khống chế hắn cũng vô pháp khống chế rốt cuộc lúc này Hồng quân đạo tổ tu vi cũng bất quá là một thi chuẩn thánh mà thôi. Hồng hoang tinh không bên trong, thái dương tinh bên trên, một đạo quan mang tiếng nhập hư không, mà tại một người mặc kim ô bào thanh niên lại là trong mắt nghi hoặc, bất lực ngăn cản. Trong lúc đó, ba đạo quan mang từ hư không xuất hiện, chính là thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn động chung. Ba kiện khai thiên chí bảo hội tụ, hóa thành một cây búa to, chính là hỗn động chí bảo bàn cổ phủ hồng quân đạo tổ bấm ngón tay suy tính một phen liền biết được đã xảy ra chuyện gì trong lòng rất là chấn kinh nhưng cũng phi thường sốt ruột vội vàng lần thứ hai gia tốc hướng côn luân sơn bay đi một tòa tiên sơn phía trên la hầu vừa vặn lấy được thượng phẩm tiên thiên linh căn tử kim nho cũng cảm giác được côn luân sơn bên trên khí thế sắc mặt đại biến không tốt tam thanh gặp được đại nguy hiểm lúc này bọn hắn tu vi căn bản là không có cách chèo chống tam tài hợp thể đại trận vận chuyển la hầu sắc mặt lộ ra vẻ khẩn trương bàn cổ đại thần khí tức thương thiên ma tổ cũng là khiếp sợ không thôi lúc này la hầu cùng thương thiên ma tổ đều là nhanh chóng hướng côn luân sơn bay đi lúc này la hầu là vận dụng toàn bộ thực lực hắn không có đang chờ thương thiên ma tổ một thân một mình trước bay về phía côn luân sơn hồng hoang phương nam một chỗ tiên sơn phía trên mà khí tràn ngập bất quá cùng tu di sơn mà khí rất là khác biệt một cái tà ý thanh niên nhìn về phía côn luân sơn phương hướng ánh mắt lộ ra một tia khinh thường bàn cổ tam thanh tồn tại cản trở bản tọa đạo như vậy chỉ có thể để cho tam thanh không xuất hiện bàn cổ ngươi mãi mãi cũng nghĩ không ra bản tọa sẽ hóa thân tà ma trùng sinh tại ngươi mở ra thế giới cái này thanh niên áo bào đỏ ngầu chính là tà ma chính là hỗn độn thời kỳ một vị hỗn độn ma thần hắn bản nguyên đồ vật bên trong tà chi pháp tắc bây giờ lại tu luyện la hầu ma đạo để cho tà ma căn cơ càng thêm vững chắc chỉ bất quá lúc trước la hầu vậy mà đều không có nhận ra tà ma lại là hỗn độn thời kỳ tà chi ma thần tà ma muốn khống chế hồng hoang như vậy cần từng bước một đến mà bàn cổ tam thanh tồn tại chính là ngăn cản hắn con đường rốt cuộc bàn cổ tam thanh hợp thể có thế triệu hoáng bàn cổ nguyên thần tà ma tại hồng hoang không muốn nhất nhìn thấy chính là bàn cổ ý niệm bởi vì cho dù là ý niệm cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Trong tay xuất hiện một bức tranh, phía trên tràn ngập vô tận tà khí còn có ma khí, đây là tà ma pháp bảo, tiên thiên chí bảo phong thiên bức tranh. Phong thiên tính toán bên trên một đạo quan mang bắn ra, hư không xuất hiện một vết nứt, tà ma bước ra một bước, tiến nhập trong cái khe, biến mất tại nguyên chỗ. Công Luân Sơn bên trên, vô thượng uy áp hàng lâm, bàn cổ nguyên thần xuất hiện, cầm trong tay bàn cổ phủ phản phất bàn cổ đại thần lại xuất hiện, bác ái ánh mắt nhìn về phía hồng hoang đại địa. Ta chi quyết định không có sai, vạn vật xuất thế, chính là sinh cơ. Bàn cổ nguyên thần trong mắt không có chút nào hối hận. Lúc trước nếu không phải hắn khăng khăng mở ra hồng hoang, cho dù là cuối cùng cái kia một đạo thần lôi tại cường đại, cũng vô pháp đem hắn chém giết. Bàn cổ nguyên thần bất quá là tam thanh cưỡng ép ngưng tụ thực lực xa xa không đủ bàn cổ đại thần toàn thịnh thời kỳ, đồng thời tam thanh không kiên trì được bao lâu, hai vị, đến lúc này, các ngươi còn đang chờ cái gì? Tổ Long trầm giọng nói ra. Đến lúc này, Tổ Long, Nguyên Phượng, Tổ Nguyên đã không có bất kỳ đường lui nào, bọn hắn nếu như là không chém giết tam thanh, ngày sau chờ tam thanh cuộc khởi, chính là bọn hắn tận thế, liền ngay cả bọn hắn chủng tộc cũng sẽ nhận liên lụy. Thiên phú thần thông, Long ngâm tổ long hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, thời gian phản phất đều đã đình chỉ. Trong chốc lát, tổ long toàn lực tế ra 36 khỏa định hải châu, lấy 36 cái tiểu thiên thế giới gia trì, tầng tầng trọng lực điệp gia, hướng bàn cổ nguyên thần áp đi. Nguyên phượng cũng là biến thành bản thể, trên thân niết bàn chi hỏa cùng nam minh ly hỏa kết hợp, để cho ly hỏa bảo ấn bên trên hỏa diễm càng thêm cường đại, vạn trượng đại ấn nền xuống kỳ lân gầm thét thi triển thiên phú thần thông chà đạp lập tức toàn bộ cung luân sơn đều đang run rẩy đồng thời tổ nguyên ra sức hướng bàn cổ nguyên thần đâm đến trên đỉnh đầu sừng thú trực kích bàn cổ nguyên thần tam đại tiên thiên chủng tộc tộc trưởng toàn lực công kích đủ để hủy thiên diệt địa mà bàn cổ nguyên thần ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường mặc dù bây giờ là tam thanh hợp thể triệu hoán bàn cổ nguyên thần là bàn cổ nguyên thần thực lực lớn bị nhiều hạn nhưng bất quá chỉ là ba cái tiên thiên sinh linh, nhất là đối thủ của hắn. Trong tay bàn cổ phủ vung lên, lực chi đại đạo chật hiện, hùng hậu lực lượng đủ để cho thiên địa vỡ vùng. Oanh! Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Tạ ma xuất thủ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Không tốt Tổ Long nhìn thấy bàn cổ nguyên thần vung ra một búa, từ cái kia trên búa truyền đến uy áp, liền để trong lòng của hắn cảm giác nguy hiểm. 36 khỏa định Hải Châu đã đánh ra, tầng 36 tiểu thiên thế giới trọng lực điệp gia, cùng ly hỏa bảo ấn hỏa diễm trấn áp, lại thêm tổ nguyên va chạm, tin tưởng hiện nay hồng hoang bên trong bất kỳ một cái nào đại năng cũng đỡ không nổi. Thế nhưng là tại bàn cổ nguyên thần trước mặt, hết thảy đều tỏ ra yếu ớt như vậy, một búa phía dưới, đủ để cho hết thảy tịch diệt. Âm âm. 36 khỏa định Hải Châu còn có ly hỏa bảo ấn, bị bàn cổ nguyên thần một búa đánh bay không biết bay về phía nơi nào mà tổ nguyên sừng thú va chạm cũng là bị bàn cổ nguyên thần trực tiếp chém ra tổ linh thương tổ nguyên cũng là bay ngược ra ngoài bàn cổ chi uy như uy như ngục một kích liền hóa giải tam đại tiên thiên tộc trưởng công kích đồng thời cái kia cường đại dư ba để cho tổ long ba người đều là rút lui vạn trượng mới ngừng lại được bàn cổ nguyên thần nhìn về phía tổ long nguyên phượng tổ nguyên trầm giọng nói ra các ngươi sâu kiến, chỗ này dám ở ta trước mặt làm càng. Cái này bàn cổ nguyên thần cũng không phải là chân chính bàn cổ trùng sinh, chính là bàn cổ đại thần còn sót lại tại hồng hoang tàn niệm mà thôi, có thế mặc dù là như thế, cũng không thể coi thường. Đại thần thần uy cuồn cuộn, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng đại thần lại có thể kiên trì nhiều thời gian dài đâu. Tổ Long nguyên bản còn tại lo lắng, không biết có thể hay không còn sống rời đi, Thế nhưng là thấy được bạn cổ nguyên thần tay cầm bàn cổ phủ vậy mà tại rung động, tự như lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn đồng dạng. Dạng này tổ long minh bạch, cái này bàn cổ nguyên thần mặc dù là thật, nhưng là tam thanh liên hợp triệu hoán mà ra, cường đại như vậy bàn cổ nguyên thần, tam thanh lại có thể duy trì nhiều thời gian dài đâu. Đúng lúc này, bàn cổ nguyên thần trong tay bàn cổ phủ đột nhiên bay về phía bầu trời, mà bàn cổ nguyên thần vậy mà bất lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn bàn cổ phủ bay ra oanh. Bàn cổ phủ chia ra làm ba, biến thành thái cực đồ cùng bàn cổ phiên còn có hỗn độn chung tiếng nhập hư không, biến mất tại cung Luân Sơn. Mà bàn cổ nguyên thần lúc này cũng có chút hư hóa, tự như lúc nào cũng phải vỡ vụn đồng dạng. Cuối cùng tu vi vẫn là quá thấp, nếu như là các ngươi đều là đại la kim tiên đỉnh phong, cũng sẽ không như thế. Bàn cổ nguyên thần bất đắc dĩ hít một tiếng. Tam thanh tu vi quá thấp, cường đại nhất lão tử cũng bất quá là đại la kim tiên trung kỳ mà nguyên thủy cùng thông thiên càng là chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ lại há có thể duy trì quá thời gian dài tổ long cùng nguyên phượng còn có tổ nguyên đều là mừng rỡ lên bàn cổ nguyên thần cố nhiên đáng sợ chỉ sợ hồng hoang bên trong không có bất kỳ cái gì đại năng là cái này bàn cổ nguyên thần đối thủ thế nhưng bây giờ bàn cổ nguyên thần phải tán loạn rất hiển nhiên là tam thanh không chịu nổi chờ bàn cổ nguyên thần tán loạn phía sau chúng ta toàn lực xuất thủ không thể lại cho tam thanh bất cứ cơ hội nào tổ nguyên trầm giọng nói ra tổ lông cùng nguyên phượng đều là nhẹ gật đầu ở thời điểm này vốn là không hợp nhau ba người tâm tư trở nên phi thường nhất trí sau cùng tại bàn cổ nguyên thần rơi vào đường cùng cái kia thân cao vạn trượng thân ảnh bắt đầu hư hóa dần dần hóa thành một đạo quan trụ sau đó ba đạo quan mang bay ra đợi hết thảy quan mang biến mất hầu như không còn, tam thanh chật vật nằm tại cung luân sơn bên trên, mỗi một cái đều là tinh thần quể oải, phản phất Phật kinh lịch cái gì tử vong đại chiến đồng dạng. Xuất thủ Tổ Long, Nguyên Phượng, Tổ Nguyên đều là trong nháy mắt xuất thủ, lần này bọn hắn phải toàn lực xuất thủ, không cho tam thanh một tia cơ hội. Cường đại công kích sắp hàng lâm trên người tam thanh. Lão tử có chút quán trách thông thiên, có phi thường bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là có chút oán chính mình, rốt cuộc ban đầu hắn không có kiên trì bảo vệ tam thanh tôn nghiêm nguyên thủy cũng là như thế, chỉ có thông thiên một bộ không hối hận gián dấp. Đột nhiên, một vệt kim quang từ phương xa phóng tới, cuối cùng rơi tam thanh bên cạnh, tạo thành một tòa kim kiều, mà tại kim kiều bên trên một cái lão đạo chậm rãi đi tới. Mặc dù hành tẩu chậm chạp, thế nhưng một nháy mắt lại đi tới tam thanh phía trên, vung tay lên, xuất hiện vô biên khánh vân, hình thành một đạo phòng ngự. Oanh! Tổ Long ba người công kích mặc dù phá vỡ Khánh Vân, nhưng lại bị ngăn tại Kim Kiều bên ngoài. Hồng Quân! Nguyên Phượng thu hồi ly hỏa bảo ấn, nhìn về phía cái kia Kim Kiều bên trên lão đạo. Lão đạo này chính là cấp tốc chạy đến Hồng Quân đạo tổ, nhìn thấy Tam Thanh chỉ là bị trọng thương, cũng không có trở ngại, trong lòng xem như thở dài một hơi. Ba vị đạo hữu chính là Hồng Hoang đỉnh tim đại năng, tại sao khăng khăng cùng tam thanh làm khó đâu hồng quân đạo tổ từ tốn nói tổ lông trong mắt lóe lên một tia sát khí bất quá trong lòng nhưng cũng có chút kiên kỵ vừa rồi hồng quân đạo tổ vậy mà tiếp nhận ba người bọn họ đồng thời công kích đó có thể thấy được hồng quân đạo tổ không thể coi thường hồng quân lão đạo tam thanh đã cùng chúng ta ba người không chết không thôi chẳng lẽ ngươi phải ngăn cản chúng ta ba người chém giết tam thanh tổ nguyên quát khẽ một tiếng cùng lúc đó tổ nguyên trong tay tổ linh thương thần quan thiểm nhấp nháy lúc nào cũng có thể công kích không phải bần đạo khăng khăng ngăn cản ba vị đạo hữu chính là cái này tam thanh dết không được mà lại tam thanh cùng bần đạo có sư đồ duyên phận càng thêm dết không được hồng quân đạo tổ thu lấy chư thiên khánh vân còn có thái cực đồ nhìn xem tổ long ba người vừa cười vừa nói bất quá xem hồng quân đạo tổ ý tứ một chút không có đem ba người này để ở trong mắt hắn quan tâm là tam thanh tốt một cái hồng quân, bản tọa hôm nay liền muốn nhìn xem huyền môn đạo tổ lớn bao nhiêu thần thông. Tổ Long tế ra 36 khỏa định hải châu hướng hồng quân đạo tổ đánh tới. Tần tần thế giới điệp gia, lực lượng kia đâu chỉ có vạn sơn áp đỉnh tư thế. Chỉ bất quá hồng quân đạo tổ ngay cả chư thiên khánh vân cùng thái cực độ đều không có sử dụng, mà là tế ra nhất kỳ đỡ được cái kia 36 khỏa định hải châu công kích. Tổ Long, Nguyên Phượng, Tổ Nguyên trong mắt đều là chấn kinh, tốt một cái hồng quân lão đạo, vậy mà trong tay có nhiều như vậy bảo vật. Mặt này lá cờ bọn hắn há lại sẽ không biết được, đây là mẫu kỹ hành hoàng kỳ, một khi tế ra, vạn pháp bất xâm, mặc dù không so được thái cực đồ, nhưng là cao cấp tiên thiên linh bảo. Tổ Long nhìn Nguyên Phượng cùng Tổ Nguyên một chút, ba người tâm thần giao lưu, lúc này, đột nhiên xuất thủ, hướng hồng quân đạo Tổ công kích mà đi. Tổ Linh thương tự như Linh xà, tiến nhập hư không bên trong, ly hỏa bảo ấn từ trên trời giáng xuống. Hồng quân đạo tổ sắc mặt nghiêm túc, lúc này liền là để cho mậu kỷ hạnh hoàng kỳ ngăn tại phía sau, sau đó lấy chư thiên khánh vân ngăn lại ly hỏa bảo ấn. Mà lúc này đây, tổ long lại là tế ra 36 khỏa định hải châu bên trong không trọng chi nước, phải biết vật này chính là cùng tam quan thần thủy bằng được bảo vật, chỉ bất quá một cái chủ tạo hóa, một cái chủ hủy diệt. Hồng quân đạo tổ không do dự, lúc này tại chính mình toàn thân bày xuống từng đạo từng đạo cấm chế, sau đó lại lấy thái cực đồ đình trụ hạ xuống không trọng chi nước. Thật náo nhiệt, bản tọa cũng tới đùa dẫn một chút. Đột nhiên, hư không bên trong một bức tranh xuất hiện, phía trên xuất hiện ba đạo kiếm mang, phân biệt hướng tam thanh chém tới. Tạ ma ngươi dám. Hồng quân đạo tổ hét lớn một tiếng, cho dù tổ long 36 khỏa định hải châu cùng không trọng chi nước, mà là tế ra thái cực đồ cứu cách mình gần nhất nguyên thủy. Tạ ma ngươi muốn chết. Một tiếng gầm thét từ hư không bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, thông thiên dưới thân một đóa hát liên xuất hiện. Mà lão tử không có hộ thân pháp bảo, cũng không có pháp lực tại chống cự đánh tới kiếm mang, chỉ có thể mắt thấy kiếm mang kia càng ngày càng gần. Xuy suy. Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 tam thanh biến tứ thanh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Oanh! Hồng quân đạo tổ vì bảo hộ nguyên thủy, bỏ thái cực đồ phòng ngự, bị tổ long 36 khỏa định hải châu đánh vào trên thân, rút lui trăm trượng có thừa, nếu không phải hồng quân đạo tổ nhục thân cường hãn, chỉ sợ tại chỗ liền muốn trọng thương. Mặc dù là như thế, hồng quân đạo tổ sắc mặt cũng là một trắng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi mà hư không đánh xuống ba đạo kiếm mang còn lại là rơi tam thanh trên thân, nguyên thủy có thái cực đồ phòng ngự, miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Thông thiên có 12 phẩm diệt thế hắc liên, mặc dù không có toàn bộ phòng ngự xuống tới, nhưng cũng chặn lại hơn nửa tổn thương, để cho nguyên bản trọng thương, lại một lần nữa thương thế tăng thêm. Suy suy. Lão tử vốn chính là trọng thương, mà đánh xuống kiếm mang chính là chuẩn thánh công kích, căn bản cũng không phải là lão tử có thể ngăn cản trong nháy mắt lão tử bị kiếm mang một phân thành hai sinh mệnh khí tức bắt đầu kịch liệt tiêu tán la hầu cùng hồng quân đạo tổ lúc này đều là tế ra công kích mình pháp bảo đánh về phía hư không bên trong ma tổ hồng quân bần đạo không sẽ cùng các ngươi đối kháng chính diện ha ha bần đạo mắt đã đạt đến cáo từ tạ ma cười to thanh âm từ hư không bên trong truyền ra hắn mắt liền để cho tam thanh vẫn lạc một cái để cho bàn cổ nguyên thần từ đây không xuất hiện bây giờ lão tử sinh mệnh chi khí tại kịch liệt tiêu tán nhất định vẫn lạc la hầu công kích cùng hồng quân đạo tổ công kích đánh vào hư không bên trên lập tức phương viên viên vạn trượng không gian vỡ vụn nhưng tà ma thân ảnh sớm đã biến mất tốt một cái tà ma bần đạo ngược lại là tính sai ngắn ngủi thời gian bên trong vậy mà trở thành chuẩn thánh la hầu sắc mặt có chút khó coi xem ra chuẩn thánh chi pháp cũng không chỉ có hắn cùng hồng quân đạo tổ mới biết được Hồng Quân đạo tổ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, tại hắn mí mắt phía dưới, lão tử lại bị tà ma một kiếm đánh cho trọng thương, sinh tử khó liệu. Thế nào? Chẳng lẽ hiện tại ba vị đạo hữu còn muốn tranh đoạt Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp sao? La Hầu đi tới thông thiên bên người, nhìn về phía Tổ Long ba người. Lúc này, La Hầu trong lòng giận dữ, đồng thời trên mặt sắc mặt giận dữ cũng không che giấu chút nào, toàn thân ma khí vần quanh cùng cuộn ma uy che phủ phương viên vạn trượng. Hư. Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng, cùng tổ nguyên liếc nhau một cái, sau đó liền chuyển thân rời đi, bây giờ ma tổ La Hầu cùng Hồng Quân đạo tổ đều đã đuổi tới, bọn hắn rốt cuộc không có lấy đi Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cơ hội. Tổ Long nhìn về phía La Hầu, trầm giọng nói ra: "Ma tổ, ngươi vây nhốt ta Long tộc đại năng làm tọa kỵ, tương lai bản tọa nhất định tìm ngươi đòi lại trận này nhân quả." tổ long lần này có thể nói là mất cả chì lẫn chài không chỉ không có đạt được thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đồng thời còn đem tam thanh vào chỗ chết đắc tội mặc dù xem lão tử tình huống có thể đã không cách nào sống sót sau này tam thanh sợ là tại hồng hoang sẽ không tại tồn tại buông xuống một câu ngoan thoại phía sau tổ long cũng là rời đi côn luân sơn đại huynh huynh trưởng nguyên thủy cùng thông thiên đều là dãy dụ đứng dậy chạy hướng lão tử bên người mà lúc này lão tử bị tà ma một kiếm chém thành hai khúc, liền ngay cả nguyên thần đều chẻ thành hai nửa, bây giờ cũng chỉ còn lại có một hơi, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. La Hầu nhìn thấy lão tử cái bộ dáng này, vội vàng bấm ngón tay suy tính, theo lý thuyết, lão tử là không thể chết, rốt cuộc đây chính là sau này Thái Thanh đạo tổ sáng tạo ra Đạo Đức Kinh, khai sáng kim đang đại đạo. Mà lại thân là bàn cổ Tam Thanh, nhất định nhận lấy bàn cổ khai thiên khí vận gia trì làm sao có thể chết đi. Hồng quân đạo tổ cũng là suy tính lên, lão tử nhìn xem tình huống bất cứ lúc nào đều muốn vẫn lạc, hồng quân đạo tổ tự nhiên cũng không tin lão tử sẽ chết. Ma tổ xin cứu cứu bần đạo huynh trưởng. Thông thiên nghĩ đến bên người la hầu, tự như tìm được cây cỏ cứu mạng, vội vàng chính là đối với bên người la hầu khẩn cầu nói. La hầu suy tính rất lâu, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, bất quá sau đó chính là vui mừng mà lúc này đây nguyên thủy cũng là đi tới hồng quân đạo tổ bên người khẩn cầu nói đa tạ đạo tổ vừa rồi cứu còn xin đạo tổ mau cứu bần đạo huynh trưởng hồng quân đạo tổ không có trả lời nguyên thủy mà là nhìn về phía la hầu cùng la hầu liếc nhau một cái hồng quân đạo tổ liền minh bạch la hầu cũng suy tính đến lão tử kết cục lúc này thương thiên ma tổ mới khoan thai tới chậm bất quá nhìn thấy đã thoi thóp lão tử liền biết đại chiến đã qua huynh trưởng Thương thiên ma tổ nói một tiếng, liền đứng ở la hầu sau lưng. La hầu lúc này lại là đi tới lão tử bên người, đưa tay khẽ vuốt, một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ma khí xuất hiện, tiến nhập lão tử thân hình. Ngươi chính là bàn cổ tam thanh đứng đầu, thụ bàn cổ đại thần ân trạch, không làm vẫn lạc, bần đạo muốn thu mà làm đệ tử, làm ngươi kéo dài tính mạng. La hầu sau khi nói xong. Trên bầu trời một mảnh công đức khánh vân xuất hiện, ước chừng 10 mẫu phương viên, một phân thành hai, một bộ phận rơi lão tử một nửa thân thể bên trên, một nửa khác còn lại là phải rơi trên người La Hầu. La Hầu vung tay lên, đem hạ xuống công đức Khánh Vân đánh vào lão tử cái kia một nửa trong thân thể. Trong lúc đó, cái này một nửa thân hình bị vô tận công đức kim quang che lấp, mà tại công đức kim quang bên trong có vô tận ma khí tẩm bổ lão tử thân hình. Hồng quân đạo tổ cũng là tới tại lão tử bên cạnh, cùng La Hầu, đem lão tử thu làm đệ tử thiên tướng công đức đều là đánh vào lão tử một nửa khác thân hình công đức kim quan che phủ phía dưới huyền huyền ảo ảo huyền môn chi khí tẩm bổ thân hình nếu đại đạo chi ý như thế bần đạo không cùng đạo hữu tranh đoạt tà ma tiến hành đáng chém la hầu tràn ngập sát khí nói ra đây là la hầu lần thứ nhất trăm tức như thế lão tử bây giờ chính là đệ tử của hắn tà ma muốn giết đệ tử của hắn điều này làm cho La Hầu tự nhiên giận dữ. Đạo hữu chi ngôn đại thiện, tà ma đáng chém. Hồng quân đạo tổ cũng là sát khí lăng nhiên. Mà Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhìn thấy lão tử lúc này tình huống, đều là trong lòng khẩn trương, bởi vì Hồng quân đạo tổ cùng La Hầu lúc này cách làm, rõ ràng chính là tại phân hóa bàn cổ nguyên thần. Lúc trước bàn cổ nguyên thần chia ra làm ba, hóa thành tam thanh, lão tử độc chiếm bốn thành bây giờ cũng là bị La Hầu cùng Hồng quân đạo tổ phân hai cứu, đây không phải để cho tam thanh hóa tứ thanh sao. Hồng quân, La Hầu, các ngươi đây là ý muốn như thế nào? Thông thiên gầm thét một tiếng, lão tử nếu là bị phân hóa, vẫn là lão tử sao? Tại chính mình đại huynh thụ nguy cơ thời điểm, thông thiên đã cho dù La Hầu cùng Hồng quân đạo tổ thân phận, lúc này liền là quát khẽ muốn hỏi. La Hầu không nói gì, Hồng quân đạo tổ cũng là không nói gì chỉ bất quá lúc này thông thiên dưới chân 12 phẩm diệt thế hắc liên lại là cầm giữ thông thiên, để cho thông thiên không cách nào động đậy. Đột nhiên, lão tử hai nửa thân hình phát sinh dị biến, tại vô tận ma khí cùng huyền môn đạo khí tẩm bổ phía dưới, lại thêm công đức khánh vân uy năng. Hai nửa thân hình vậy mà bắt đầu tự hành diễn hóa, đều là mọc ra một nửa khác thân hình, nhiễm nhiên trở thành hai cái lão tử, một cái thân mang đạo đức chi khí, một vòng thân vô biên ma khí. Bái kiến sư tôn, Thái Thanh Đa Tạ Sư Tôn kéo dài tính mạng chi ân. Bái kiến Sư Tôn, Thái Thượng Đa Tạ Sư Tôn kéo dài tính mạng chi ân. Hai cái lão tử, một cái đối với La Hầu Bái Đạo, một cái đối với Hồng Quân Đạo Tổ Bái Đạo. Đây là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là ngây ngẩn cả người. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Tứ Thanh Mâu Thuẫn Sơ Hiện Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nhìn xem trước mặt hai cái lão tử nguyên thủy cùng thông thiên đều là ngây dại nguyên thần phân hóa vậy mà thật trở thành hai cái lão tử bái hướng la hầu lão tử là một thân đạo bào màu đen nất cục hiện tại không thể nói lão tử phải nói thái thượng một cái khác lão tử bái hướng hồng quân đạo tổ còn lại là một thân đạo bào màu xanh càng giống ban đầu lão tử nhưng bây giờ lại là làm thái thanh không vì lão tử huynh trưởng nguyên thủy cùng thông thiên lúc này cũng không biết làm như thế nào xưng hô rốt cuộc loại tình huống này bọn hắn đều có thể tại thái thượng cùng thái thanh trên thân cảm giác được trước kia lão tử khí tức bần đạo thái thượng gặp qua hai vị đệ đệ thái thượng đi tới nguyên thủy cùng thông thiên trước mặt thanh âm có chút trầm thấp nói ra bần đạo thái thanh gặp qua hai vị đệ đệ thái thanh cũng là đi tới nguyên thủy cùng thông thiên trước mặt bất quá thanh âm rõ rệt càng thêm tiếp cận trước kia lão tử gặp qua hai vị huynh trưởng huynh trưởng không có việc gì liền tốt nguyên thủy cùng thông thiên sững sờ nói ra ha ha huynh trưởng đây chính là ngươi khi đó nói ma đạo thủ tịch không tệ bàn cổ tam thanh không bàn cổ tứ thanh một trong cũng có tư cách làm ma đạo thủ tịch thương thiên ma tổ cười to một tiếng la hầu trong lòng còn lại là có mừng rỡ bởi vì ban đầu ý nghĩ là thu thông thiên một cái đệ tử là được rồi chưa từng nghĩ vậy mà đại đạo tham gia để cho tam thanh hóa thành tứ thanh, đồng thời nhận rồi thái thượng. Này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá nguyên bản làm thông thiên chuẩn bị ma đạo thủ tịch vị trí, lại là phải để cho thái thượng. Thái thượng, sau này ngươi liền là ma đạo thủ tịch đại đệ tử, ma đạo sự tình từ ngươi trưởng quản. La Hầu từ tốn nói. Đệ tử cẩn tuân sư tôn chi pháp chỉ. Thái thượng cung kính lĩnh mệnh. La Hầu biết được, sau này hắn ma đạo nhất định cũng sẽ lập súng đại giáo thái thượng làm ma đạo thu đồ đương lập xuống ma giáo nguyên nhân la hầu ngay trước mặt mọi người làm thái thượng ưng thuận quyền lực sau đó la hầu lại là nhìn về phía nguyên thủy cùng thông thiên nhàn nhạt nói ra nguyên thủy thông thiên các ngươi cũng là bàn cổ tứ thanh cùng bần đạo có sư đồ duyên phận có thế nguyện vọng bái bần đạo làm thầy nguyên thủy cùng thông thiên đều là sững sờ lúc này liền ngay cả thương thiên ma tổ đều ngây ngẩn cả người thương thiên ma tổ tại đến thời điểm liền cùng la hầu đàm luận qua bàn cổ tam thanh bàn cổ tứ thanh tầm quan trọng như phải toàn bộ đều nhận lấy đối với ma đạo có đại có ích thái thanh ngươi chính là bàn cổ tứ thanh đứng đầu chính là huyền môn thủ đồ sau này huyền môn sự tình nên có ngươi tới chủ trì hồng quân đạo tổ sau đó lại là nói ra nguyên thủy thông thiên các ngươi cũng vì tứ thanh xem như làm bần đạo đệ tử tọa trấn huyền môn hồng quân đạo tổ cũng không phải đồ đần lúc này nếu để cho la hầu đem nguyên thủy cùng thông thiên thu sạch đi như vậy đối với hắn hồng quân mà nói tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi thật là thật lớn khẩu vị hồng quân đạo tổ đối với la hầu lúc đầu lời nói oán thầm một tiếng đối mặt ma tổ cùng đạo tổ thu đồ nguyên thủy cùng thông thiên đều là có chút ý động nếu như là đổi thành trước kia Bọn hắn tất nhiên sẽ khinh thường, bởi vì bọn hắn chính là bàn cổ chính tông. Thế nhưng bây giờ bọn hắn biết được một việc, đó chính là không có thực lực điều kiện tiên quyết, như còn không có chỗ dựa lời nói, tại hồng hoàng rất khó sinh tồn được. Bây giờ lão tử phát sinh dị biến, trở thành thái thượng cùng thái thanh, một cái bái tại ma tổ ngồi dưới, một cái bái tại đạo tổ tọa hạ. Nếu như là thái thượng cùng quá hoàng trả là một người lời nói, lão tử bái tại ai ngồi dưới? như vậy nguyên thủy cùng thông thiên cũng đều sẽ đi theo thế nhưng là nguyên thủy cùng thông thiên liếc nhau một cái tâm thần trao đổi một phen sau cùng đi hai cái phương hướng thông thiên đi tới la hầu bên người quỳ lạy xuống dưới đệ tử thông thiên nguyện vọng bái tại sư tôn ngồi dưới thông thiên đối với la hầu ba bái chính khấu đi lễ bái sư la hầu sắc mặt vui mừng trước khi đến hắn nhất mục đích đệ tử chính là thông thiên bây giờ thông thiên bái sư la hầu tự nhiên cao hứng từ nay về sau ngươi liền là bần đạo nhị đệ tử la hầu hài lòng nhẹ gật đầu nguyên thủy đi tới hồng quân đạo tổ bên người đi lễ bái sư xem như bái nhập huyền môn bên trong cùng thái thanh cùng một chỗ chúc mừng đạo hữu hồng quân đạo tổ nhìn về phía la hầu mặc dù ngoài miệng nói xong chúc mừng nhưng ngữ khí lại không có chút nào chúc mừng ý tứ đồng hỷ la hầu ngược lại là rất không quan trọng lần này bất kể như thế nào hắn đều rất hài lòng nếu như là không hài lòng địa phương đó chính là tà ma vậy mà chật hiện bất quá cũng chính bởi vì tà ma mới khiến cho lão tử một phân thành hai tà ma sự tình đạo hữu không phải quên đi bần đạo tự nhiên tỉnh la hầu trong mắt sát khí chợt lóe lên mà thái thượng cùng thông thiên lúc này lại là đối lấy thương thiên ma tổ cung kính bái đạo đệ tử bái kiến sư thúc hai vị sư điệt không cần đa lễ thương thiên ma tổ lớn tiếng gọi tốt đi thôi quay lại tu di sơn la hầu từ tốn nói mà lúc này đây nguyên thủy lại là nói ra tam đệ cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là đại huynh đồ vật tam đệ còn cần giao cho đại huynh ách nguyên thủy đột nhiên một câu nói ngược lại để ở đây tất cả mọi người là sững sờ bất quá lập tức đều là nhìn về phía thông thiên nhìn xem thông thiên nói như thế nào. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là thiên địa chí bảo, là hậu thiên công đức chí bảo, phòng ngự vô sông, đứng ở trên đỉnh đầu, vạn pháp bất xâm. Thông thiên còn chưa nói chuyện, thái thanh còn lại là đứng dậy, nói ra. Nhị đệ không thể nói càng, tháp này tuy là vi huynh đồ vật, nhưng vi huynh đã bỏ đi, nếu tam đệ đã phải, liền để cho cùng tam đệ. Thông thiên ánh mắt lấp lóe không yên, nếu như là thái thanh không nói lời này, như vậy lấy thông thiên cá tính có lẽ sẽ nói ra nguyên thủy một phen rốt cuộc thông thiên không phải người ngu nguyên thủy cử động lần này căn bản không thấy tình nghĩa huynh đệ để ở trong lòng bất quá mới phân biệt bái sư giống như cái này đối đãi điều này làm cho thông thiên rất là nổi nóng có thế thái thanh lời này vừa nói ra lại là để cho thông thiên có chút ngượng ngùng cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp xem như tứ thanh thông thiên tự nhiên biết được tháp này là lão tử trưởng khống thông thiên tính tình, mặc dù biết biến động, nhưng lại không thích mượt mà, một thời gian lâm vào cục diện bế tắc. Nhị đệ lời ấy khác biệt, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp vi huynh nhiều phiên từ bỏ, đây là đối với phụ thần đại bất kính, vi huynh cảm giác sâu sắc bi thống, nếu như là lại nhận lấy bảo vật này, còn có mặt mũi nào sinh hoạt tại phụ thần mở ra thiên địa bên trong. Thái thượng thanh âm có chút băng lãnh. Thông thiên nghe nói như thế, trong nháy mắt biết được nên làm như thế nào, vội vàng chính là tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nói ra nhị huynh nói không tệ vật này nên có đại huynh nắm giữ nói xong thông thiên liền đem giao cho thái thượng bất quá thái thượng lại là không thu mặc dù vừa rồi hồng quân đạo tổ nói thái thanh chính là tứ thanh đứng đầu thế nhưng ai sẽ thừa nhận tối thiểu thái thượng cùng thông thiên sẽ không thừa nhận ở trong mắt thông thiên thái thượng chính là tứ thanh đứng đầu đồng lý ở trong mắt Nguyên Thủy Thái Thanh chính là Tứ Thanh đứng đầu. Hồng quân đạo tổ nhân vật bậc nào, thấy cảnh này, liền biết được chân chính có thể quyết định thiên địa huyền hoàng linh lung tháp người không phải Tứ Thanh, mà là hắn cùng La Hầu. Đạo hữu cho là nên như thế nào? Hồng quân đạo tổ nhìn về phía La Hầu. La Hầu lại là cười nhạt một tiếng, trong mắt thần quan lấp lóe, đã nghĩ đến giải quyết chi đạo. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 như thế phương pháp. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. La Hầu nhìn về phía Thái Thượng, sau đó lại nhìn về phía Thông Thiên, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi đều là bần đạo tọa hạ đệ tử, các không thể bởi vì thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tổn thương các ngươi sư huynh đệ tình nghĩa. Đệ tử không dám cùng đại sư huynh tranh đoạt thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, vật này vốn nên vì đại sư huynh đoạt được. Thông thiên sợ hãi, lại một lần nữa xuất ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp muốn giao cho thái thượng. Mà lúc này La Hầu lại là ngăn trở thông thiên, nhạc tiếng nói. Ngươi đã đại sư huynh không cần, ngươi không phải già mồm, nhận lấy chính là, bất quá làm thầy không muốn nhìn thấy hai người các ngươi bởi vì linh bảo thương thế phân. La Hầu nói xong chính là lấy ra một vật, chính là một tôn ba thước đại ấn, chính là La Hầu cao cấp hậu thiên công đức linh bảo, kỳ uy có thế có thể so cao cấp tiên thiên linh bảo thái thượng vật này chính là thủy ma ấn mặc dù không bằng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nhưng cũng là cao cấp hậu thiên công đức linh bảo chính là ma đạo chí bảo ngươi làm ma đạo thủ tịch vật này liền ban cho ngươi hộ thân dứt lời la hầu chính là giải trừ thủy ma ấn nhận chủ sau đó đem thủy ma ấn ban cho thái thượng đệ tử đa tạ sư tôn ban ân thái thượng quỳ lạy tạ ơn thương thiên ma tổ ở một bên trên mặt ý cười liên miên hồng quân đạo tổ để cho la hầu nói ra biện pháp la hầu ngược lại tốt lại là nói ra một cái biện pháp để cho hắn hai người đệ tử sẽ không bởi vì linh bảo tổn thương hòa khí la hầu nhìn về phía hồng quân đạo tổ sau đó nói ra bần đạo như thế cách làm đạo hữu nghĩ như thế nào rất tốt hồng quân đạo tổ chưa từng nghĩ đến lần này la hầu sẽ như thế không biết xấu hổ há không biết la hầu chính là ma tổ làm bất cứ chuyện gì đều là tùy tâm sở dục tùy tâm mà phát mặc dù hỷ nộ vô thường nhưng cũng sẽ không để bảo vật dẫn ra ngoài thái thanh nguyên thủy các ngươi liền lưu tại côn luân sơn tỉnh tu vạn năm phía sau làm thầy truyền thụ các ngươi huyền môn chính tông chi pháp mặc dù thiên địa huyền hoàng linh lung tháp không lấy được thế nhưng cái này côn luân sơn nhưng vẫn là muốn lấy được rốt cuộc nơi đây chính là một mảnh tổ mạch sau đó tất nhiên sẽ có linh bảo xuất thế la hầu vốn là không nghĩ lấy đạt được côn luân sơn rốt cuộc nơi đây khoảng cách tu di sơn quá xa khoảng cách ngọc kinh sơn quá gần để cho hai người đệ tử lưu tại nơi đây la hầu còn có chút không yên lòng đâu hai vị huynh trưởng hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau bảo trọng thông thiên nhìn về phía thái thanh cùng nguyên thủy trịnh trọng nói ra mặc dù vừa rồi sự tình có chút không thoải mái nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy tình cảm huynh đệ thông thiên tự nhiên không cách nào tùy tiện gác lại chúng ta tu đạo hạng người vô tận tuổi thọ ngày sau gặp nhau cơ hội rất nhiều tam đệ không cần như thế nguyên thủy xem nói với thông thiên sau đó nguyên thủy lại là đối với thái thượng làm một tập huynh trưởng bảo trọng ừm thái thượng nhẹ gật đầu xem như đối đáp la hầu vô tâm tranh đoạt côn luân sơn tự nhiên lại tiếp tục ở lại đây cũng là vô ý cho nên một nhóm bốn người tới đám mây bên trên hướng tu di sơn bay đi sư tôn cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là hậu thiên công đức chí bảo vốn nên đại sư huynh đoạt được vì cái gì để cho cùng ma đạo nguyên thủy có chút không hiểu nhìn về phía hồng quân đạo tổ hồng quân đạo tổ chưa từng không muốn vì chính mình đại đệ tử tranh thủ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp thế nhưng lão tử lúc đầu nhiều phiên quang lên thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nguyên nhân thái thanh cùng thái thượng đều không có tư cách vốn có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chúng ta người tu đạo không thể quá độ ý lại ngoại vật. Hồng quân đạo tổ chậm rãi nói ra. Nhưng là lại nhìn thấy Thái Thanh cùng nguyên thủy thân không có vật gì khác, không linh bảo bầu bạn thân, so sánh Thái Thượng cùng thông thiên quả thật có chút cằn cỗi. Vật này chính là Thái Cực Độ, là khai thiên tam bảo một trong, là cao quý tiên thiên chí bảo, phòng ngự vô song, lại có thể trấn áp khí vận, so sánh thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cũng không hề yếu, Thái Thanh, vật này liền ban cho ngươi hộ thân hồng quân nói xong liền đem thái cực đồ đem ra đệ tử bái tạ sư tôn thái thanh đại hỷ đây chính là tiên thiên chí bảo trước kia thất lạc tâm tình quét sạch nguyên thủy cái này bàn cổ phiên ban cho ngươi cũng là khai thiên tam bảo một trong là cao quý tiên thiên chí bảo có thể thi triển hỗn độn kiếm khí cũng có thể trấn áp khí vận ngươi muốn sống tốt sử dụng lúc này hồng quân đạo tổ tâm đều có chút lương phải biết lúc này không có hai đại khai thiên chí bảo hắn đối đầu la hầu phần thắng mất đi một tia nguyên bản chư thiên khánh vân cũng phải ban cho nguyên thủy chỉ bất quá hồng quân đạo tổ bên người cũng cần một kiện phòng ngự chí bảo đương nhiên hồng quân đạo tổ cũng không phải không có để lại chuẩn bị ở sau hắn sẽ không đem chính mình lâm vào bị động cục diện tu di sơn bên trên tự tại cung bên trong la hầu ngồi tại thượng vị thương thiên ma tổ ngồi ở một bên phía dưới còn lại là đứng đấy ba người theo thứ tự là thái thượng thông thiên xích khào mã hầu tôn nguyên nguyên nhi còn không bái kiến hai vị sư huynh thương thiên ma tổ nói ra tôn nguyên có chút không hiểu hỏi cái này không ổn a à, đệ tử rõ ràng nhập môn sớm đi ha ha người cái này đầu khỉ ngươi hai vị này sư huynh tại thật lâu trước đó liền bị bần đạo lập làm ma đạo thủ đô la hầu cười lớn một tiếng thái thượng băng lãnh trên thân ma khí vần quanh nhìn về phía tôn nguyên tận lực để cho mình thanh âm ôn hòa một phần nói tôn sư đệ vận mệnh tốt sao chúng ta tới đều muốn sớm để cho vi huynh rất là hâm mộ ha ha tôn sư đệ ngươi cái này tu vi vẫn còn có chút không đủ a à. thông thiên phóng khoáng cười lớn một tiếng đi tới tôn nguyên bên người vỗ vỗ tôn nguyên bả vai im lặng bên trong tôn nguyên đành phải nhận hai vị sư huynh bất quá trong lòng cũng là kỳ quái hai cái sư huynh một cái lạnh lùng tránh xa người ngàn dặm một cái nhiệt tình phóng khoáng thái thượng thông thiên các ngươi tức lấy bái nhập bần đạo tọa hạ là tu luyện ma đạo tâm kinh thái thủy ma kinh bên trong bao hàm toàn diện còn như thế nào lĩnh ngộ liền xem các ngươi tạo hóa thái thủy ma kinh bị la hầu lần trước sửa đổi phía sau liền có chút ẩn chứa vạn tượng ý tứ tu sĩ khác nhau có thể ở bên trong lĩnh ngộ ra khác biệt ma đạo còn có cửu chuyển ma công la hầu cũng cùng nhau ban cho thái thượng cùng thông thiên rốt cuộc thân là ma đạo dòng chính tự nhiên muốn nắm giữ ma đạo trung tâm pháp quyết đệ tử tạ ơn sư tôn thái thượng cùng thông thiên đều là bái tạ ta nhất mạch không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa tôn kính làm thầy có thể để ở trong lòng nhưng có một chút các ngươi phải nhớ kỹ nếu như là đồng môn tương tàn liền chớ nên trách làm thầy vô tình một nháy mắt toàn bộ đại điện bên trong đều tràn ngập cường đại sát khí liền ngay cả la hầu bên người thương thiên ma tổ đều là cảm thấy một trận kinh hãi. Thái thượng, thông thiên, tôn nguyên đều là vội vàng ưng thuận hứa hẹn. Các ngươi tự hành lĩnh ngộ thái thủy ma kinh vạn năm, phía sau làm thầy làm các ngươi giảng đạo. Sau đó la hầu lại là nhìn về phía tôn nguyên. Ngươi cái này đầu khỉ cũng phải thật tốt tu luyện, đến lúc đó cùng nhau đến đây nghe đạo. Cẩn tuân sư tôn, sư bá, pháp chỉ. Hồng hoang tinh không, vô biên vô hạn, 360 khỏa hằng cổ ngôi sao, vô số viên ngôi sao nhỏ treo lơ lửng, để cho tinh không tràn ngập khí tức thần bí. Thái âm tinh, chính là 36 khỏa hằng cổ ngôi sao lớn nhất hai ngôi sao một trong. Đồng thời thái âm tinh chính là bàn cổ đại thần mắt trái biến thành, bao hàm vô tận khí vận, lại thêm có bàn cổ ân trạch che chở. Đột nhiên, âm âm, thái âm tinh bên trên gió nổi mây phun, vô tận tiên thiên linh khí hội tụ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Hồng hoang biến cố lớn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thái âm tinh, khí vận cùng linh khí hội tụ chi địa, tiên thiên linh khí phun trào, đây là đột phá chi tượng, hoặc là xuất thế chi tượng. Mà tất cả tiên thiên linh khí hội tụ chi địa, tại một cây nguyệt quế thụ phía dưới. Một cây nguyệt quế thụ, cành lá che phủ quá nửa thái âm tinh, mà lúc này, Trù cột chỗ, một người mặc áo trắng váy dài nữ tử, đang tu luyện. Tại nữ tử này trên không, vô tận linh khí hội tụ, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Đột nhiên, nữ tử mở ra hai mắt, trong tay liền một mạch niết ra số đạo ấn pháp, vòng xoáy linh khí vậy mà từ từ nhỏ dần, sau đó đều bị nữ tử này hấp thu vào trong cơ thể. Đại la kim tiên đỉnh phong, cuối cùng đạt đến, cũng là thời điểm tiến nhập hồng hoang đại lục. Nữ tử bờ môi nhúc nhích, Thanh âm mỹ diệu đến cực điểm, như oanh loan hót vang, để cho người ta nghe chi lưu luyến không bỏ. Nữ tử này rất có lai lịch, chính là Thái âm tinh bên trong cái thứ nhất sinh linh, đạo hiệu Vọng Thư, lại xưng Thái âm chân quân. Chính là đỉnh tim hồng hoang đại năng, trong tay thế nhưng là có chí bảo, Thái âm quyền trượng, cái này linh bảo chính là cao cấp tiên thiên linh bảo, tượng trưng cho Thái âm tinh Thái âm chân quân thân phận. Vọng Thư đứng dậy, nhìn bên cạnh Nguyệt Quế thụ đây là thập đại tiên thiên linh căn một trong, thế nhưng bản thể quá mức cường đại, đã không có hóa hình có thể. Bất quá cái này nguyệt quế thụ lại không cách nào hóa thành linh bảo, quả thực có chút đáng tiếc, cũng may có thể luyện hóa, không cách nào di chuyển, nhưng lại có thể gia trì nguyệt quế thụ lực lượng, làm được phòng ngự vô song. Vọng Thư không có vội vã đi tới Hồng Hoang Đại Lục, mà là lựa chọn trước luyện hóa nguyệt quế thụ. Đột nhiên, Vọng Thư xuyên thấu qua vô tận tinh không, nhìn về phía hồng hoang đại lục bấm ngón tay suy tính một phen tại hồng hoang đại lục phía trên lại có một vật cùng nàng hữu duyên đã có duyên như vậy bần đạo chậm chút đi lấy cũng không sao vọng thư tự lẩm bẩm một tiếng sau đó tụ tập thần niệm chính là tràn vào nguyệt quế thụ bên trong cùng toàn bộ nguyệt quế thụ hợp làm một thể bắt đầu luyện hóa nguyệt quế thụ hồng hoang huyết hải bên trên sóng máu ngập trời vạn trượng sóng máu tại huyết hải bên trên chính là bình thường sự tình bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy mà tại huyết hải dưới đấy có hai cái huyết kén một lớn một nhỏ phân biệt tại huyết hải lưỡng cực chi địa không chút nào tương quan nhưng lại bối loại đồng nguyên lúc này tại cái kia to lớn huyết kén bên trên một cái huyết hải vòng xoáy xuất hiện linh khí vần quanh từ vô tận huyết hải tụ đến sưu hai đạo quang mang phóng lên tận trời biến thành hai thanh thần kiếm, chính là A tiện nguyên độ hai thanh sát kiếm. Đột nhiên, hai thanh thần kiếm hướng huyết kén chém xuống. Ba, huyết kén phá vỡ, một cái huyết bào đạo nhân xuất hiện, dưới thân có một đóa đài sen, cùng la hầu 12 phẩm diệt thế hắc liên rất là giống nhau, bất quá một đen một đỏ mà thôi. Hai thanh thần kiếm rơi huyết bào đạo nhân bên cạnh thân, tự hồ đang vì đạo nhân hộ pháp. Đột nhiên. Đạo nhân mở ra hai mắt, hai vệt huyết quang bắn ra, làm cho cả huyết hải cũng vì đó rung chuyển, cái kia vô biên linh khí toàn bộ tiến nhập đạo nhân thân hình. Đứng người lên, đặt chân tại 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên, nhìn xem toàn bộ huyết hải, huyết bào đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ta chính là Minh hạ lão tổ, huyết hải lúc này lấy ta là tôn. Oanh. Huyết hải phun trào, vạn trượng sóng máu một tầng tiếp một tầng tự như tại cung nghênh huyết hải chi chủ minh hà lão tổ. Đại la kim tiên trung kỳ tu vi, vẫn còn có chút nhỏ yếu, trước tiên ở trong biển máu tu luyện một đoạn thời gian, sau đó khi tiến vào đại lục. Đúng, Bần đạo nhớ rõ tại một cái nguyên hội trước đó, có một đạo nguyên thần muốn đoạt xá Bần đạo, hừ, chờ Bần đạo xuất quan chính là báo thù lúc. Minh Hà lão tổ vung tay lên, tại huyết hải dưới đáy xuất hiện một tòa cung điện, bắp mấy đạo thủ ấn từng tầng từng tầng kết giới che phủ cung điện hình thành một tòa phòng ngự trận phát minh hạ lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó tiến vào trong cung điện bất chu sơn bên trên một chỗ động thiên phúc địa bên trong một đôi nam nữ tự như bích nhân hành tẩu tại con sông bên cạnh huynh trưởng bàn cổ uy áp đối với chúng ta càng ngày càng bài xích sợ là chúng ta muốn rời khỏi bất chu sơn muội muội không cần lo lắng hồng hoang thật lớn tốt nhất động thiên phúc địa chỗ nào cũng có, chúng ta nhất định có thể tìm kiếm được một chỗ tốt hơn đạo tràng. Cái này một đôi nam nữ chính là Phục Hy cùng nữ hoa, đều là tiên thiên thần thánh, Tu Vi cũng đã đạt đến Đại La Kim Tiên. Bằng vào chúng ta hiện tại Tu Vi tại Hồng Hoang bên trong sợ là nguy hiểm tầng tầng, huynh trưởng tiểu muội coi là tại Bất Chu Sơn bên cạnh tìm kiếm một tòa động thiên phúc địa là được, không nên quá xa. Nữ hoa trong lòng có tính toán, nơi đây chính là Bất Chu Sơn, là bàn cổ đại thần sống lưng biến thành, có bàn cổ đại thần ân trạch che chở, bọn hắn nếu như là ở bên tu luyện, nhất định làm ít công to. Liền y theo mùi mùi lời nói, chúng ta ngay tại Bất Chu Sơn bên cạnh tìm kiếm một chỗ động thiên phúc địa. Phục Hy cũng biết được bây giờ hồng hoang nguy hiểm tần tần, tại mấy vạn năm trước, bọn hắn trong tu luyện, liền cảm nhận được Bất Chu Sơn bên trên chiến đấu dư ba, đều không là bọn hắn có thể tiếp nhận. Ung dung vạn năm đã qua, tu di sơn bên trên thái thượng thông thiên tôn nguyên xếp bằng ở la hầu trước thân nghe la hầu giảng thuật ma đạo bây giờ la hầu tu vi cao hơn một phần lĩnh ngộ ma đạo càng thêm tinh xảo đối với thái thượng cùng thông thiên đều là vô cùng có lợi chỗ đương nhiên tôn nguyên tu vi còn thấp lúc trước tôn nguyên bái nhập thương thiên ma tổ môn hạ thời điểm chẳng qua là thiên tiên tu vi có công pháp ma đạo phía sau tôn nguyên tu vi đề thăng nhanh chóng nhưng như thế thời gian ngắn còn cần vững chắc căn cơ, cho nên cũng chỉ bất quá là kim tiên hậu kỳ. La Hầu lần này giảng đạo, mặc dù không có dị tượng, nhưng lại đều là ma đạo tinh túy, mà La Hầu lần này giảng đạo là bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, từ thiên tiên chi cảnh bắt đầu, một mực nói đến đại la kim tiên chi cảnh. Cái này một nói chính là dùng rồng rã ba ngàn năm. Thái thượng cùng thông thiên đều là nghe được như si như say, mà tôn nguyên lại là có chút ngồi không yên, khi thì vui mừng nhảy nhót, khi thì vào đầu bứt tai la hầu thấy cảnh này lộ ra nụ cười nhàn nhạt tôn nguyên vẫn là tu vi quá thấp bất quá thái thượng cùng thông thiên quả thực không để cho hắn thất vọng đối với ma đạo lĩnh ngộ đều là thật tốt lại qua rất lâu tôn nguyên dẫn đầu tỉnh lại bất quá nhìn thấy hai vị sư huynh còn tại lĩnh ngộ bên trong không nói gì ầm ĩ mà là xếp bằng ở bên cạnh bất quá hầu tử sinh ra linh động lại há có thể ngoan ngoãn ngồi tại một chỗ không có kiên trì trăm năm liền đứng dậy ở trong núi nhau du đồ nghịch la hầu làm như không thấy tôn nguyên lĩnh ngộ ma tâm không đồng dạng không cần áp đặt cản trở hết thảy tùy tâm tùy tính là đủ tại la hầu trong lòng còn lại là nghĩ đến một việc đó chính là thế nào diệt trừ tà ma còn có thần phong lão tổ đương nhiên thần phong lão tổ lời nói la hầu sẽ không đích thân đồng thủ lúc trước thần phong lão tổ muốn cướp đoạt thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đem thông thiên đánh thành trọng thương mặc dù thiên đạo không ra không có nhân quả, nhưng là kết thù hận, chớ nói thông thiên nghĩ đến báo thù, liền ngay cả La Hầu cũng đang vì mình đệ tử tính toán. Kể xong đạo đoạn này thời gian, La Hầu một mực tại suy tính thần phượng đạo tổ vị trí. Âm âm. Đột nhiên, một cổ cường đại uy áp xuất hiện, che phủ toàn bộ hồng hoang, bao quát tinh không cùng tứ hải, toàn bộ sinh linh đều là cảm nhận được cái này không thể ngổ nghịch uy áp hàng lâm thái thượng cùng thông thiên đều là từ lĩnh ngộ bên trong bừng tỉnh bị hùng hậu uy áp áp chế trên mặt đất liền ngay cả la hầu lúc này đều có chút run rẩy lúc nào cũng có thể bị áp chế trên mặt đất tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả